Tường Giang dự tiệc cưới đồng nghiệp. Nhất Trung và vợ Lê Ngọc Huyền tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tối 31 trên 5 vợ chồng anh quen nhau khi quay phim 49 ngày, phần 1 ở Đà Lạt. Ngọc Huyền là em của một người bạn từng làm phim chung với anh. Cả hai yêu nhau 4 năm trước khi cưới. Vợ chồng Trấn Thành, Harry Won đến mừng đám cưới đồng nghiệp. Trấn Thành đóng vai chính chồng, cua lại vợ bầu. Phim Tết vừa đạt doanh thu 200 tỷ đồng do Nhất Trung đạo diễn. Trấn Thành cho biết lần đầu anh làm MC đám cưới không lấy tiền công vì mối quan hệ thân thiết với chú rể. Trấn Thành, tiến luật hát 60 năm cuộc đời, sáng tác, y vân, mừng đám cưới đồng nghiệp Trấn Thành, tiến luật hát 60 năm cuộc đời, sáng tác, y vân, trường giang, nhã phương đóng chính chồng, 49 ngày, phim do nhất trung đạo diễn, sau khi đóng cặp lần đầu, họ bén duyên và tổ chức đám cưới năm 2018. Vợ chồng Lý Hải tới chung vui với đồng nghiệp sau chuyến quảng bá phim ở Australia vợ chồng thu trang tiến luật nhiều lần hợp tác với nhất trung qua hai phần phim nắng ca sĩ hoàng châu bên chồng doanh nhân ca sĩ ngô kiến huy bên đồng nghiệp diễn viên khả như diễn viên ốc thanh vân và con gái võ thanh hòa diễn viên cánh đồng bất tận cùng vợ con dự tiệc cưới đàn anh sau khi chuyển hướng làm đạo diễn anh có mối quan hệ thân thiết với nhất trung nghệ sĩ ưu tú hữu châu gắn bó với nhất trung qua các dự án phim ảnh ninh dương lan ngọc đóng vai chính trong phim Cua lại vợ bầu Nghệ sĩ Hải Tấn Bèo Nhất Trung sinh năm 1981 Từng là thành viên nhóm nhạc AXN Sau đó, anh làm nhạc sĩ Quản lý các ca sĩ Minh Hằng Tim, anh chuyển sang làm đạo diễn Nhà sản xuất với các phim điện ảnh 49 ngày, phần 1 và 2 Bệnh viện mà, nắng, phần 1 và 2 Tam k IANH